What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Boss Gear. Thì hôm nay mình lại tiếp tục review cho anh em một chiếc bàn phím gaming gear rất là chất đến từ hãng Aula. Đây là một trong những cái bàn phím mà mình thấy nó có cái chất khá là riêng và cũng nhìn rất là cool ngầu. Cho nên mình sẽ quyết định review ngay lập tức luôn cho anh em nhé. Ok, let's go. Bây giờ mình sẽ cùng đi sơ qua cái vỏ hộp của em này. Vỏ hộp này là vỏ hộp bìa cắt tông thôi, không có gì đặc biệt. Ở trên đây thì chúng ta sẽ thấy có logo Aula này. Đó, một cái hình chữ bàn phím cơ được in ở phía bên này. Và phía bên này chúng ta sẽ nhìn thấy một cái đầu kiểu dạng như của thằng Samurai sao đó, nhìn rất là ngầu gấu. Ở đây chúng ta sẽ có cái mã của nó sẽ là F2088. Đây là bàn phím cơ Aula F2088 nha các bạn. Đấy, chúng ta sẽ không thấy có bất kỳ thêm các cái thông tin gì hết, mà chỉ là bề cắt tông cứng thôi, không có gì nhiều. Nhưng mà với cái cách đóng hộp như thế này mình thấy cũng khá là ấn tượng đấy, mặc dù nó chỉ có hai màu đó là trắng và đen mà thôi. Rồi mình sẽ mở hộp luôn nhé. Hộp của nó trông vậy thôi nhưng khá là cứng cáp đấy. Rồi khi mở hộp ra thì chúng ta sẽ thấy một chiếc bàn phím rất là nhỏ và gọn nằm ở ngay giữa đây, được bọc trong một cái túi ni lông. Và đồng thời ở xung quanh chúng ta vẫn thấy có đệm mút như những cái bàn phím khác. Rồi chúng ta sẽ lấy bàn phím ra và bỏ sang một bên. Ở dưới này thì chúng ta sẽ còn thấy có một cái kê tay nữa nằm ở dưới đây, kê tay khá là to. Cái kê tay này cũng rất là nặng đấy, chứ không phải thuộc diện nhẹ nhàng gì đâu. Lấy luôn để xem trong hộp còn gì không nhá. Trong hộp thì chúng ta sẽ còn có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng cửu âm chân kinh. Tuy nhiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng luôn, khỏi cần cuốn sách này nhé. Ở trong này chúng ta sẽ được tặng kèm theo một cái keybundler, tức là một cái nhỏ keycap nữa, rất là nhỏ ngắn. Ok, quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là chiếc bàn phím cơ Aula F2088 nha các bạn, rất là dễ nhầm. Này giống như là 2018, tức là cái bàn phím mới ra trong năm nay thôi. Chúng ta sẽ nhìn sơ qua về phía bên ngoài của em này nhé, một cái vẻ bên ngoài khá là bảnh bao. Đầu tiên là cái phần vỏ của nó sẽ là phần kim loại hoàn toàn luôn. Cái vỏ của nó sẽ được làm bằng kim loại hết. Và cũng sẽ được sơn tĩnh điện để cắt điện, để tránh trường hợp nó là mình bị giật hoặc là bị rỉ. Ở đây chúng ta sẽ có cái logo Aula ở ngay giữa đây. Và phía bên góc trên này chúng ta sẽ có một cái núm tròn khá là to. Đây là một cái điểm mà khi bạn mở hộp ra thì nó sẽ đập vào mắt của bạn. Nó rất là đẹp, cái núm tròn này rất là đẹp, nhìn rất là đã mắt. Và khi mình lăn thì có cảm giác khá là nhẹ nhàng. Ở giữa này chúng ta sẽ có cái hình cái đèn led, tức là cái này, cái nút này nó sẽ giúp chúng ta chỉnh đèn led nhanh hơn. Rồi ở đây chúng ta sẽ có ba cái núm, đó là M1, M2, M3, đồng thời cũng là nút để mà mình nét bài, tức là những nút sử dụng trong multimedia ấy. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy có là ba cái đèn báo khá là nhỏ nằm ở phía dưới, ngay gần chỗ các cái nút điều hướng để giúp chúng ta có thể nhận biết được cấp lock hay là đang bật Num lắc vân vân. Đấy. Nếu như bỏ cái tay qua một bên thì chúng ta sẽ thấy được một cái kiểu thiết kế khá là gọn gàng như thế này. Dành cho những bạn nào không thích sự rườm rà thì các bạn có thể sử dụng cái tay qua một bên để mà sử dụng cái kiểu thiết kế như thế này. Rất là gọn gàng đây. Mặt trước thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái phông chữ cũng khá là bình thường thôi. Phông chữ này thì là phông chữ của hầu hết tất cả các bàn phím cơ tàu thì đều sử dụng. Đó. Phông chữ này thì nó hơi to một chút, đủ để cho ánh sáng xuyên qua. Cũng như là nó, cái keycap của em này thì cũng chỉ được làm bằng như ABS mà thôi. Tuy nhiên thì vẫn sẽ được làm hỗ trợ, đó là double shot. Với keycap double shot thì các bạn yên tâm là sẽ không bao giờ bị phai chữ. Đó. Và cũng như là sẽ giúp hỗ trợ xuyên led tốt hơn. Và nếu mà các bạn muốn chống cho cái keycap này bị bóng thì các bạn nên mua một bộ keycap PPT thì cho cảm giác gõ sướng hơn, cũng như là sẽ không bao giờ bị bóng theo thời gian. Giờ chúng ta sẽ đi lên một chút là cái phần dây cáp của em này. Dây cáp của em này thì được bọc dù rất là chắc chắn nha các bạn, khá là dày và rất là cứng cáp. Ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có cục chống nhiễu và đầu USB Type-A. Và cái đầu này cũng chỉ là chuẩn 2.0 thôi, không có mạ vàng. Cái kiểu dạng làm khá là thon gọn. Rồi chúng ta sẽ lật sang mặt sau của em này nhé. Mặt sau của em bàn phím này thì chúng ta sẽ thấy nó được làm bằng cái vân xước phay như thế này. Đó, mặc dù là bằng nhựa thôi nhưng mà nó sẽ được làm vân chéo đồng bộ hết toàn bộ cái mặt bàn phím, nhìn ra cảm giác giống như là vân carbon vậy, khá là đẹp. Nên vẫn sẽ có bốn cái đệm cao su ở xung quanh đây,
để tăng cường khả năng bám dính lên trên bàn, và vẫn sẽ có lẫy để nâng hạ độ cao của phím. Tuy nhiên thì hai cái lẫy này ở phía chân thì lại không có trang bị lớp cao su để chống trượt, cho nên khi bạn bật lẫy lên thì rất có thể là nó sẽ bị trượt về phía sau nếu như mình tì lên. Và ở giữa thì chúng ta vẫn sẽ có cái sticker logo của hãng Aula và số series vân vân. Cái điểm đặc biệt của em này sẽ đến từ phía đó chính là cái kê tay. Cái kê tay của em này khá là dài và của độ rộng của nó cũng rất là to. Ở phía mặt trên thì sẽ được đục lỗ những cái chi tiết lỗ tròn nhỏ nhỏ như thế này để giúp cho mình kê tay lên nó sẽ bám dính hơn, và cũng như là chống bị bám mồ hôi vân tay, cũng sẽ thoát khí tốt hơn. Cái kê tay này cũng khá là dày nha các bạn và rất là nặng. Nó nặng là bởi vì nó có một cái cơ chế rất là đặc biệt, đó là sử dụng nam châm để kết nối với lại chiếc bàn phím. Như vậy thì sẽ tiện hơn những cái dùng khớp. Ở đây chúng ta sẽ có cái chân cao su để chống trượt luôn. Và vì sử dụng nam châm cho nên khi các bạn lắp cái tay vào thì các bạn chỉ cần để tới gần là nó sẽ tự hút vào thôi, như thế này. Đó, là sẽ tự hút vào. Cái độ lực bám dính của nó cũng khá là tốt. Khi mình kéo thì nó sẽ vẫn dính với chiếc bàn phím. Và muốn gỡ ra thì các bạn chỉ cần giữ bàn phím lại là được. Đó, rất là đơn giản. Mình rất thích cái kiểu kê tay như thế này. Đó. Và khi mình để tay lên thì cũng khá là vừa vặn. Tuy nhiên thì đối với những người tay dài thì để như mày nó vẫn hơi hụt một chút. Thì các bạn nên ưu tiên những cái bàn phím mà có cái hỗ trợ cái kê tay to hơn một chút nữa, nếu như mà các bạn thuộc dạng tay to. Và cái điểm nổi bật tiếp theo của em này đó chính là đến từ cái núm ở đây. Cái núm ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ ràng là nó sẽ được làm theo cái kiểu vân nổi hình vân răng, rất là đẹp. Và cái phía trên, phía trong này nó sẽ được làm CNC bóng loáng lên, nhìn như miếng cắt kim loại, nhìn cực kỳ hấp dẫn luôn. Và đây chúng ta sẽ có cái hình cái đèn ở đây. Tí nữa mình sẽ cắm đèn lên thì sẽ cho các bạn thấy cái hệ thống đèn LED của em này cũng khá là đặc biệt. Và cũng dùng cái núm này để điều chỉnh luôn. Cái núm này nó sẽ có hai tác dụng. Đó là dùng để điều chỉnh LED và điều chỉnh âm lượng luôn nha các bạn. Rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái phần đó là nhỏ lên cho các bạn chiêm ngưỡng hệ thống đèn LED của em này nha. Ok, sau khi mình đã tắt hết đèn ở trong phòng đó, và chỉ để một ít ánh sáng rọi vào cho chiếc bàn phím này, thì các bạn có thể nhìn thấy là đèn LED của nó khá là rực rỡ. Và cái hệ thống đèn LED của em này thì thuộc dạng hệ thống đèn LED rainbow. Tuy nhiên thì nó sắp xếp đèn LED khá là đặc biệt. Ví dụ như một vùng này thì nó sẽ là màu xanh, các bốn mũi tên này sẽ là màu tím. Đây, ASW cũng sẽ màu tím. Từ 1 cho đến số 0, số 9 này thì sẽ là màu đỏ. Còn phía trên này hàng F1 đến F12 sẽ là màu xanh dương. Bên đây thì lại là màu vàng và màu đỏ kết hợp. Cũng như là bên đây thì sẽ là toàn bộ là màu xanh nhạt. Nó nhìn rất là độc đáo. Nó không giống bất kỳ chiếc bàn phím nào mà trước đây mình đã từng xem. Có bàn phím thì nó sẽ làm theo chiều dọc, nhưng có bàn phím sẽ làm theo chiều ngang. Tuy nhiên thì cái này xếp theo kiểu dạng gaming vậy. Tức là giống như kiểu chơi keycap khá là độc đáo. Ngoài ra thì con này nó có rất là nhiều chế độ LED. Và để đổi chế độ LED thì thông thường như các cái bàn phím khác thì sẽ là giữ nút FN, rồi sau đó ấn một nút nào đó để đổi lần chế độ LED, thì con này lại khác. Con này thì nó sẽ dùng chính cái con lăn ở phía trên đây để điều khiển LED luôn. Đó. Thì nếu như các bạn muốn thay đổi LED thì các bạn chỉ cần bấm vào cái con lăn này một lần để đổi chế độ LED. Ví dụ mình như mình đang ở chế độ này là chế độ sáng im, đó, không có hiện tượng gì hết. Thì mình ấn một lần, đó, nó sẽ sang chế độ tùy chỉnh, tức là chế độ cho phép mình tùy chỉnh các đèn LED sáng hay là tối tùy vào cái mình á. Ấn thêm một lần nữa thì chúng ta sẽ sang chế độ là Brighten, đó là chết tắt như thế này. Hoặc là chế độ này là chế độ bấm thì nó sẽ tắt, bấm phím nào nó sẽ tắt phím đó. Đấy. Hoặc là chế độ này sẽ là chế độ Waving. Các bàn phím này thì hiện tại có rất là nhiều chế độ LED là mình không thể review từng chế độ được, tí nữa mình sẽ cho các bạn xem qua. Và nếu như mà các bạn muốn giảm độ sáng thì các bạn chỉ có việc lăn con lăn này về phía ngược chiều kim đồng hồ thì nó sẽ giảm dần độ sáng đó. Còn nếu như mà các bạn muốn tăng độ sáng thì chỉ cần lăn theo chiều kim đồng hồ là được. Khi nào sáng hết cỡ thì nó sẽ nhấp nháy ba cái đèn ở đây báo hiệu cho mình đó là đã mất độ sáng. Còn nếu muốn tăng giảm tốc độ chạy LED thì các bạn ấn FN cộng qua bên phải để tăng tốc độ và FN cộng qua bên trái để giảm tốc độ. Đó là cách tăng giảm tốc độ LED. Và còn nếu như mà các bạn muốn dùng cái nút này để mà chỉnh âm lượng thì các bạn phải giữ nguyên cho đến khi nào nó tắt cái đèn LED của cái nút con lăn này đi, thì con lăn này nó sẽ chuyển qua trạng thái đó là chỉnh âm lượng ở trên máy tính. Đó. Các bạn bấm một phát thì nó sẽ là mute luôn, tức là chuyển sang tắt âm.
bứt phát nữa thì sẽ là chuyển sang bật lại âm bình thường. Như vậy thì nó sẽ đơn giản hơn, vừa có thể chỉnh led mà vừa có thể chỉnh luôn cả âm lượng luôn. Các bạn muốn chỉnh như thế nào thì tùy mình. Đó là một trong những cái điểm cực kỳ hay về chế độ led của em này. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem sơ qua các chế độ led của em này nhé. Ok, như vậy là mình đã vừa đi qua cho các bạn xem chế độ led của em này, cũng khá là bắt mắt đúng không bạn, và cũng rất là nhiều chế độ nữa. Và bây giờ mình sẽ sang cái phần đó là cái phần về switch của em này. Em này thì đang sử dụng là blue switch nha các bạn. Đây đó, và em này sử dụng blue switch do chính của thằng Aula phát triển, thì nó sẽ có độ bền khoảng tầm 50 triệu lực nhấn, cũng khá là bền. Và cái cảm giác ấn của em này thì cũng rất là đầm tay, nó không hề nặng nhưng mà cũng không quá nhẹ, đủ để cho các bạn cảm giác được một cái bàn phím cơ khá là ngon. Và tiếng click key của em này cũng khá là ổn nữa, rất là to. Bây giờ mình sẽ thử test qua một đoạn, gõ một đoạn văn bản cho các bạn xem nhé. Các bạn có thể nghe thấy tiếng click key của em này rất là rõ ràng và nghe cũng khá là êm tai, chứ không phải dạng quá là đanh, nghe nhức tai. Tuy nhiên thì các con này nó có cái hệ thống bui cũng rất là chắc chắn, về cái nút cắt cũng như là các nút dàn, nút shift hay là cắt lock, enter thì đều rất là chắc chắn, không có hiện tượng là lọc sọc nghe tiếng lò xo như các cái sản phẩm bàn phím cơ giá rẻ khác. Như vậy là mình đã vừa đi review xong cho các em một con bàn phím cơ đến từ Aula, chiếc bàn phím cơ có mã là F288, rất là đẹp. Đây, cái mình thấy thích nhất ở con này chính là cái phần con lăng ở đây, khá là giống với lại những cái bàn phím cơ cao cấp khác, và cái cảm giác lăng của nó cũng khá là tốt đấy, tuy nhiên không thể nào bằng những con bàn phím cơ cao cấp được. Và cái con lăn ở đây nó còn có phát đèn nữa, nhìn rất là đẹp. Đèn của nó cũng chỉ có màu đứng im thôi chứ không thay đổi được, nhưng mà nhìn cũng rất là ấn tượng. Vậy tóm cái máy lại thì em này sẽ có những ưu điểm gì và nhược điểm gì? Đầu tiên về ưu điểm thì mình thấy đó chính là cái thiết kế của nó khá là đẹp, nhìn rất là bắt mắt, và cái hệ thống đèn LED của nó cũng rất là lạ nữa. Cái thứ hai đó chính là cái phần kê tay của em này. Kê tay thì phải nói là một trong những cái bàn phím mình thấy có cái hệ thống kê tay rất là tốt đến từ hãng Aula, và cũng như là hầu hết các bàn phím cơ giá rẻ thì đều không thể nào làm được. Đó, nó còn kết nối bằng nam châm nữa, rất là đỉnh. Và thứ ba đó chính là phần con lăn, quá tuyệt vời, con này thì không phải nói nhiều rồi. Thứ tư là nó sẽ vẫn được hỗ trợ dây cáp bục dù rất là chắc chắn ở đây đó, một cái dây cáp bục dù có đầu chống nhiễu rất là ok. Và tuy nhiên thì nó vẫn tồn tại những cái nhược điểm, ví dụ là không có tính năng chống nước, không có hệ thống key cap kiểu dạng quốc tế, nhìn nó sẽ đẹp hơn và nó cũng sẽ đỡ tàu hơn. Và cái thứ tiếp theo nữa là cái hệ thống đèn LED của em này thì cũng không thuộc dạng là quá sáng, nó chỉ vừa đủ để cho các bạn nhìn thấy trong ban ngày, chứ không phải thuộc dạng mát sáng như những cái bàn phím mà có LED nổi ở phía trên ấy. Cái hệ thống keycap này thì được sử dụng bằng chất liệu như ABS mà thôi, thì nó sẽ bóng theo thời gian. Các bạn muốn tốt hơn thì có thể nên mua một bộ keycap PPT để mà thay thế vào, nghe cũng sẽ ngon hơn nhiều đấy. Đó, và đó chính là những cái ưu điểm, nhược điểm của em này. Thì giá của em này là khoảng tầm 700 ngàn nha các bạn, ở phía dưới. Và nó có hỗ trợ hai dòng switch, đó là Red switch và Blue switch. Tuy nhiên thì giá của Red switch sẽ đắt hơn khoảng 50 ngàn. Rồi, các bạn thấy sao về chiếc bàn phím này?
hãy để lại comment ở phía bên dưới video nhé. Và nếu như các bạn muốn mua bàn phím thì mình sẽ để lại link ở phần mô tả, thì các bạn có thể nhấp vào link để xem giá. Thì hướng mình không có công khai giá ở phía trên này nhé, tại vì nó sẽ thay đổi. Ngoài ra nếu mà các bạn muốn xem thêm những video về những chiếc bàn phím cơ hay là chuột gaming hay là tai nghe, các loại gaming gear, thì các bạn có thể xem video ở phía bên tay trái cũng như là video ở phía bên tay phải đây. Và đồng thời các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ kênh của mình nhé, ở phía ngay đây đây. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh video của mình. Bye bye.